Rồi, cuộc sống thôn quê miền Tây mến chào tất cả các bạn nha. Đó. Và cho bạn xem xe cuốc cần dài 12 mét các bạn. Đó. Đó, mình quay các bạn xem biết xe gì rồi ha. Nói cần dài được rồi. 12 mét rưỡi. Luôn cái gào quá. Luôn xe ben đây bạn. Tại vì làm ăn của người ta mình không nói cho gành rẻ các bạn, mình nói sơ của cho bạn biết được ha. Xe này lanh quá các bạn. Ớn kìa. Xe này khoảng 2 khối thôi bạn, 2 khối đất. Thank you.
đóng cần dạ dầm đẹp ha bạn, trên đèn nữa. Xem và ủng hộ nha. À, xin kết thúc video tại đây các bạn ơi. Dính này.